Project Nice, mở ra một thế giới nhập vai rộng lớn, nơi người chơi chiêu mộ các chiến binh huyền thoại và chiến đấu với những quái vật đáng sợ. Trò chơi lấy chủ đề Arthurian, gia tướng sử thi. Lúc này, Uther Pendragon, vua tối cao của Anh, đã bị giết bởi vua Lót, tàn nhẫn trong hành trình tìm kiếm sức mạnh của thanh kiếm Excalibur. Trước khi bị giết, vua Pendragon đã cố gắng bẫy thanh kiếm trong đá để đảm bảo rằng chỉ người thừa kế thực sự của ông mới có thể giải phóng Excalibur và khai thác sức mạnh của nó. Với sự giúp đỡ của một vài hiệp sĩ và chiến binh đáng tin cậy, Arthur đã giải phóng Excalibur khỏi viên đá và buộc vua Lót phải rút lui sau một trận chiến dữ dội. Sức mạnh mới được tìm thấy của Arthur đã thu hút sự quan tâm của Merlin, một phù thủy quyền năng. Ông tiết lộ rằng Arthur chính là người thừa kế thực sự của Uther Pendragon. Người chơi game Project Nice sẽ cùng với vua Arthur xây dựng lại vương quốc và phục hưng giai đoạn vinh quang như trước đây. Đây sẽ là một hành trình mang màu sắc thời Trung Cổ với những pha hành động hoành tráng, các trận chiến tổ đội khốc liệt và những màn khiêu chiến boss để kiếm phần thưởng quý hiếm. Nhiệm vụ của người chơi là thu thập, bồi dưỡng các anh hùng mạnh mẽ. Các anh hùng này gồm những hiệp sĩ, chiến binh, pháp sư, lấy cảm hứng từ Arthurian, huyền thoại. Trong quá trình phát triển, bạn sẽ trang bị cho họ những vũ khí, di vật, vật phẩm hỗ trợ để gia tăng sức mạnh chiến đấu. Game Project Nice được thiết kế đồ họa 3D với gam màu nóng và những hiệu ứng hình ảnh, kỹ năng hoành tráng, rực rỡ, mang đến cho người chơi những trải nghiệm tuyệt vời. Đặc biệt hệ thống boss, sử thi và quái vật thần thoại được khắc họa chi tiết, sắc nét khiến người chơi hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới nhập vai chuyên sâu. Càng đi sâu khám phá game Project Nice, người chơi càng phát hiện nhiều đặc điểm thú vị và lôi cuốn. Camelot. Catapults were everywhere around. Still, do you wish to go, Arthur?